Thì em đang có một chiếc xe E90. Hiện tại xe đang báo lỗi là mở cốp, biểu tượng mở cốp trên đồng hồ táp lô. Thì hiện tại là xe đã đóng cốp rồi, nhưng mà cái biểu tượng nó vẫn hiện trên cái đồng hồ, thì chứng tỏ là xe đang hiểu là cái cốp mình đang mở, mặc dù xe đóng. Mọi người cùng theo dõi cái ban này nha. Mình tiến hành đọc lỗi với cái máy chẩn đoán chuyên hãng ISTA, thì đây rất là nhiều lỗi, nhưng mà cái quan trọng nhất là lỗi Central Locking Ride Relic. Thì đây là cái lỗi mà em muốn cho mọi người thấy khi mà cái lỗi trên cái đồng hồ táp lô báo biểu tượng đóng cốp. Thì đây là cái hệ thống đóng cốp của dòng E90 này. Thì với cái đóng cốp này nó chỉ có là gì, mình đóng xuống bằng cơ và mở lên thì là một motor nó mở cái lốc này ra, và cái lò xo, cái ti phụ nó sẽ nâng nâng cái cốp mình lên. Thì đây là cái giắc điện của vô cái hệ thống đóng cốp của mình, thì nó gồm 4 dây. Thì mình tiến hành đi coi cái sinh hoạt điện 4 dây này là cái gì, để mình tiến hành kiểm tra và mình sửa cái lỗi này. Thì đây là toàn bộ cái sơ đồ mạch điện của cái hệ thống đóng mở cốp của cái dòng E90 này. Thì mọi người thấy thấy nè, button lít bút lít bút tần là sao, là cái nút mà mở cốp á, nằm phía sau cái chỗ cái biển số của mình á. Thì cái nút này nó sẽ gửi tín hiệu về hộp dinh box. Hộp dinh box này nó sẽ nằm ở dưới phía bên phụ, nằm sát cái quạt là gió của mình á, quạt làm mát á, quạt làm mát phía trong cái xe á. Thì còn cái motor thì sao, nó sẽ gồm 4 dây, một dây là nối mát này, và một dây là sao báo cái tín hiệu là đã đóng cốp, đóng hay mở cốp, nó sẽ gửi về hộp dinh box trên cái X14271 này. Thì lúc mình cốp và đóng lại thì cái 2 dây này nó sẽ thông với nhau, thì lúc đó nó sẽ báo với nhật là máu đã đóng cái cốp, nó gửi về hộp dinh box, và hộp dinh box nó giao tiếp với cái đồng hồ của mình. Lúc đó nó sẽ biết là đóng hay mở cái cốp của mình, và 2 dây còn lại là sao để mở cái motor, có nghĩa là cái motor đó sẽ được kích hoạt để mở ra cái lốc, sau đó cái ti, hai cái ti thủy lực, lúc đó nó sẽ nâng cái cốp mình lên. Thì đây là toàn bộ cái sơ đồ mạch điện của cái hệ thống đóng cốp, đóng mở cốp của xe E90. Thì mình sẽ tiến hành đi kiểm tra những cái dây tương ứng này, dây nhất là cái dây này, tại vì cái dây này nó có nhiệm vụ là báo tín hiệu về đóng hay mở cốp cho cái xe của mình. Thì khả năng là dây này đang đứt rồi, hoặc là motor này nó bị đứt bên trong cái chỗ tiếp điểm này. Thì mình có 2 cái mình kiểm tra. Thì để rút ngắn cái thời gian kiểm tra cái ban này thì mình lấy dây tín hiệu và mình câu ra mát, và mình nhịp mát rồi mình coi cái trạng thái trên máy chẩn đoán thì mình thấy như sao, vẫn đóng mở bình thường, thì mình có thể kết luận được cái ban này liền ha. Thì sau khi mình đã sửa là chữa lại cái đường dây tín hiệu về cái hộp dinh box thì mình thấy như sao, đóng cốp và mình chạy ngoài đường này, cái biểu tượng đóng cốp nó đã đóng mở cốp, nó không hiện trên đồng hồ táp lô nữa ha. Thì với cái ban này nó chỉ bị đứt cái dây tín hiệu gửi về cái hộp dinh box, ra là cái khi nào cốp nó cũng báo là mở hết. Rồi, xin chào mọi người.